Nhà tỷ phú Ả Rập Saudi tìm kiếm những đầu tư mới. Nhà tỷ phú Ả Rập Saudi, hoàng tử Al-Walid bin Talal cho biết ông sẽ giữ lại hầu hết các khoản đầu tư quan trọng của mình, nhưng sẽ tìm kiếm những mục tiêu mới để đa dạng hóa các đầu tư của mình. Công ty đầu tư Kingdom của ông Al-Walid đã yêu cầu các ngân hàng đầu tư xác định các mục tiêu có thể mua trên toàn thế giới và có kế hoạch bán cổ phần của mình trong khoảng 30 khách sạn trong vòng 2 năm tới. Công ty Kingdom đã bán cổ phiếu ra công chúng vào năm 2007, có giá trị thị trường khoảng 17 tỷ Mỹ Kim, là một trong những công ty đầu tư niêm yết lớn nhất ở Trung Đông. Hoàng tử Al-Walid, cháu trai của quốc vương Abdullah, trong những tháng gần đây đã thoái vốn một số các khoản đầu tư của mình trong bất động sản và khách sạn, và nói rằng ông có kế hoạch bán khoảng từ 20 đến 30 khách sạn ở châu Phi, Trung Đông và châu Á trong vòng 2 năm tới. Tuy nhiên, bất chấp các kế hoạch này, ông Al-Walid cho biết công ty Kingdom sẽ giữ lại cổ phần trong các công ty khách sạn lớn và các tài sản mang tính biểu tượng. Lợi nhuận sau thuế trong quý đầu tiên của công ty Kingdom đã tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá cổ phiếu của công ty đã giảm 18% kể từ đầu năm 2013, sau khi đã là một trong những cổ phiếu có tăng trưởng mạnh nhất trong tất cả các chỉ số của Ả Rập Saudi trong năm ngoái. Ông Al-Walid cho biết sẽ giữ lại cổ phần của mình trong các khoản đầu tư lớn như Citigroup, News Corp, Twitter và nhà bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc, Jingdong. Công ty Kingdom sở hữu 2% của CD và 7% cổ phần có quyền biểu quyết trong tập đoàn News Corp của ông Rupert Murdoch. Công ty này cũng đang đầu tư 300 triệu Mỹ Kim trong Twitter và 160 triệu Mỹ Kim trong Jingdong. Ông Al-Walid không nghĩ rằng Twitter sẽ bán cổ phiếu ra công chúng trong ngắn hạn và nên rút bài học từ vụ IPO đáng thất vọng của Facebook trong năm ngoái. Vị hoàng tử cũng nói ông tin tưởng vào giám đốc điều hành mới của Citigroup, ông Michael Corbett, và chiến lược bảo thủ của ông ta đã bắt đầu mang lại kết quả. Citigroup đã có được một gia tăng 30% lợi nhuận trong quý đầu tiên, đánh bại dự báo của các nhà phân tích. Các cổ phiếu đã tăng 18.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông cũng cho biết ông vẫn chưa quyết định có nên giữ lại cổ phiếu trong cả hai chi nhánh giải trí và xuất bản của tập đoàn News Corp hay không.